Ôi, chào mọi người nha, em còn hai cái con máy cưa tay ngắn Ruby nha. Thì máy này bao hơi nha mọi người, bao hơi thử bu riêng thì có lửa nha. Đó. Thì này có đồng máy không à? Này về mình chà ra nha. Tiền rất đẹp. Ruby Komatsu ha. Cái này nó xài chất 91 á. Ui, bô xanh trưng. Này bao hơi cho mọi người nha. Đầu máy thì nó đủ đồ, không có lâm xích nha. Không có lâm xích. Nó chạy số 91 á mọi người, số chung. Con này đẹp. Nói chung hai con là con nào cũng đẹp hết mọi người. Chà vệ sinh rồi. Bù thông tin. Bao hơi nha, thử bu ri là có lửa nha mọi người. Đó. Thì hai con này mọi người mua một cặp luôn á, hai con luôn á thì hai cái đầu này em để cho 1 triệu một con. Ha, nếu mà mua một cặp luôn nha. Còn nếu mà mua lẻ một đầu không á thì thêm 50.000 một đầu cho em nha. Đó, thêm 50.000 một đầu nha. Mua lẻ là 1.050.000 một đầu. Còn mình mua cả cặp luôn là tính 1 triệu nha. Giá này là giá xả cho mọi người. Giá xả. Còn có hai cái. Ok. Có chú anh chị nào cần thì cắt củi rồi mình mấy cành mấy nhánh nhỏ nhỏ đâu á thì mình mua về mình dọn lên, tại vì hàng này em bao hơi mở bô kiểm tra hết rồi mọi người. Đó. Thử bu ri có lửa hết rồi. Đó. Về tự dọn. Đầu máy thì đủ đồ hết nha. Không có làm xích. Giá mua một cái là 1.050.000. Còn mua cả cặp luôn là giá là 1 triệu một con nha. Đó.